Quế Vân bịa chuyện tố bạn trai ngoại tình đập phá nhà cửa trong lúc mang thai. Rạng sáng ngày 18 tháng 3, bà bầu 5 tháng Quế Vân làm mạng xã hội dậy sóng khi bất ngờ tung đoạn clip quay lại cảnh căn nhà của mình bị đập phá la liệt, chiếc bàn kính bị tác động lực mà vỡ thành từng mảnh. Cô viết trên trang cá nhân: "Em biết được cảnh cáo chị ấy và nói không được liên quan đến gia đình mình nữa. Vậy mà chị ấy mách anh thế nào mà anh nữa về nhà đập phá đồ đạc rồi bỏ đi. Con mình mới 5 tháng trong bụng thôi, anh đừng như thế không tốt đâu." Ngay lập tức, bạn bè và fan hâm mộ của cô đã vào động viên thăm hỏi, khuyên bà bầu nên giữ bình tĩnh trong thời điểm này, vì dù sao vẫn phải quan tâm đến cái thai trong bụng. Nhiều người cho rằng họ cảm thấy sốc, không nghĩ là gia đình Quế Vân có trục trặc, nguyên nhân cũng đến từ động thái trước đó của Quế Vân. Cách đó vài tiếng thôi, Quế Vân còn khoe hình ảnh hạnh phúc của mình và bạn trai trên Facebook cá nhân. Tim qua đường mà đọc caption của bà bầu kiểu gì cũng sẽ ghen tị. Cô viết: "Mọi người nói tướng phu thê mà mình nhìn mãi bây giờ mới thấy giống thiệt, cả nhà có thấy vậy không nè?" Kèm theo đó là bức ảnh selfie thân thiết của mình và bạn trai. Cho tới sáng ngày 18 tháng 3, Quế Vân mới đích thân giải thích rõ sự việc. Cô cho biết sự việc này đã diễn ra từ ngày 20 tháng 2, còn hiện tại mối quan hệ của cô và bạn trai vẫn bình thường. "Cảm ơn những ai đang lo lắng cho Vân và chửi ai khi thích buôn hóng chuyện của mình. Rất tiếc câu chuyện này xảy ra từ trước, giờ mới đang vì dằn mặt mấy tiểu tam hay mê trai nhắn là chị cho lên mạng hết nha. Một lời cảnh cáo nhẹ, mạnh thì biết độ điên của chị rồi đấy. Nghề chính của chị là tố những ai không tốt chị thay trời hành đạo hết. Hiện giờ chị đang bình thường không như clip hôm qua up, clip cũ lắm rồi, 20 tháng 2 cơ hóng hóng." Quế Vân cho biết, Quế Vân và bạn trai hiện tại có hơn 2 năm yêu đương bí mật. Tháng 11 năm 2020, chân dài xác nhận mang thai bé trai với người tình. Một tháng sau, Quế Vân công khai danh tính nửa kia. Theo Quế Vân tâm sự trước đó, bạn trai cô là doanh nhân, có tính cách hóm hình, hài hước, khiến nữ ca sĩ được là chính mình khi ở bên. Từ khi công khai người yêu, Quế Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc mùi mẫn lên mạng xã hội. Trước đó vào ngày 8 tháng 3, bạn trai Quế Vân đã mạnh tay thưởng nóng cho cô hơn 2 tỷ đồng tinh tinh vào tài khoản. Khoe niềm vui ngày đặc biệt lên trang cá nhân, mẹ bầu Quế Vân còn dí dỏm hỏi mọi người: "Qua 8 tháng 3 của mẹ cháu đây ạ, đủ tiền đi đẻ em gu cho các cô." Dưới phần bình luận, netizen không ngừng xuýt xoa trước món quà khủng của Quế Vân. "Sướng thế trời ơi, 2 tỷ bao giờ mới tiêu hết, nhất mẹ gu nhé, bao sướng trời ơi." Sinh năm 1982, Quế Vân bước vào làng giải trí Việt với vai trò là một người mẫu. Một thời gian dài hoạt động nghề, Quế Vân thiếu may mắn nên không ghi được dấu ấn trên sàn catwalk. Để tiếp tục con đường nghệ thuật, cô gái này mạnh dạn tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2013, chân dài sinh năm 1982 tham gia dự thi Hoa hậu Người Việt Hoàn Cầu tổ chức tại Mỹ và đoạt ngôi Á hậu 1. Đây là cuộc thi Ngọc Trinh, Julie Hồ đăng quang trước đó. Trở về Việt Nam, Quế Vân bị phạt vì đi thi Hoa hậu chui, vương miện Á hậu 1 cũng không còn cơ hội được vinh danh sau đó. Tham gia cuộc thi bị cho là mang tính chất ao làng, Quế Vân bị mang tiếng đã dùng tiền lên tới 40.000 USD để mua giải, bởi khi Á hậu 1, Quế Vân từng qua một đời chồng và là mẹ đơn thân của hai nhóc tì. Sau thời gian nỗ lực nhưng thất bại, Quế Vân quyết định tấn công sang ca hát, mở đầu thành công với ca khúc Đừng Xa Em Nhé. Giọng ca Hà Thành mạnh dạn mang sản phẩm giới thiệu tới công chúng. Nỗi đau từ người em tin nhất, bật khóc, tiếng mưa buồn. Dù chịu tiếng người đẹp đi hát nhưng bằng sự nỗ lực, các ca khúc của Quế Vân được một bộ phận giới trẻ đón nhận. Giữa thời điểm con đường cầm mic bắt đầu mở ra, Quế Vân buộc phải rời xa ánh đèn sân khấu để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Khi công việc làm ăn dần đi vào quỹ đạo, nữ ca sĩ quay lại làng giải trí bằng single mang tên Một Lần Để Mất Anh. Dù liên tục thử thách bản thân qua nhiều vai trò khác nhau, nhưng cho tới hiện tại, sự nghiệp của Quế Vân vẫn mờ nhạt và chưa thực sự khẳng định được tài năng nổi bật trong bất cứ lĩnh vực nào. Đời tư ồn ào, sự nghiệp mờ nhạt nhưng tên Quế Vân lại liên tục xuất hiện vì ồn ào đời tư. Năm 2012, chân dài họ Phạm vướng lùm xùm đánh người. Theo đó, cựu mẫu bị tố cáo cùng đàn em Hồng Quế tham gia vào vụ ẩu đả trên quán bar. Bên cạnh ồn ào đánh người, Quế Vân còn bị tai tiếng vì nụ hôn đồng giới. Khóa môi Hồng Quế, giọng ca Hà Thành sau đó còn hôn thắm thiết hot girl Ly Ba Lan, diễn viên Quỳnh Hoa. Tiếp theo nụ hôn đồng giới, Quế Vân còn vướng lùm xùm bị Nguyên Vũ sàm sỡ. Vào năm 2014, hình ảnh Nguyên Vũ vô tình đặt tay lên vòng một của Quế Vân khi cả hai chụp ảnh trong hậu trường cùng các đồng nghiệp bất ngờ bị lộ ra ngoài. Dù hai ngôi sao cùng phân trần về sự cố ngoài ý muốn, nhưng ồn ào đã trở thành scandal tiếp theo trong sự nghiệp của cô. Một năm sau, Quế Vân tiếp tục vướng tai tiếng khi thông tin tự tử được người em công khai. Điều ngạc nhiên là bác sĩ điều trị cho Quế Vân sau đó từng cho biết nữ ca sĩ này chỉ nhập viện vì quá stress, lao lực nên sức khỏe suy kiệt chứ không có chuyện tự tử như thông tin lan truyền trước đó. Tuyên bố tôi và Hồ Ngọc Hà đã hết duyên làm bạn, Quế Vân sau đó cũng chiếm sóng làng giải trí khi công khai hình ảnh đại tu nhan sắc bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, để tiến tới dung nhan hoàn hảo, mỹ nhân họ Phạm đã nhờ bác sĩ tân trang lại những vị trí mà cô cho là điểm yếu hình thể. Dù đã trải qua 13 lần giao kéo, nhưng Quế Vân cho biết cô sẽ còn sửa đến khi vừa lòng mới thôi. Quyết tâm tìm vẻ đẹp hoàn hảo bằng giao kéo, khi tháo băng mà thấy xấu lại đi thẩm mỹ tiếp. Quế Vân thậm chí đã bị cho là con nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Về chuyện tình cảm, Quế Vân cũng vướng thị phi và chịu nhiều tổn thương. Theo đó, nữ ca sĩ nỗi đau từ người em tin nhất đã chia tay người chồng đầu tiên khi có hai con chung. Khép lại cuộc hôn nhân dang dở, Quế Vân mở lòng đón nhận tình yêu mới. Năm 2013, giọng ca Hà Thành công khai mối quan hệ với bạn trai tên Nguyễn Hùng. Bắn đi thời gian, thông tin gặp đôi mờ nhạt dần, thay vào đó là loạt hình ảnh Quế Vân thân mật cùng ca sĩ Cao Thái Sơn. Hình ảnh nữ ca sĩ ngực trần nóng bỏng xuất hiện ngay scandal đồng tính của Cao Thái Sơn còn chưa nguôi ngoai, khiến hai ngôi sao bị chỉ trích nặng nề. Mặc dư luận bàn tán, họ thoải mái sánh đôi bên nhau tại các sự kiện, từ đó Quế Vân bị gắn mác là người yêu tiên đồn của ca sĩ họ Cao.
Khép lại nghi vấn tình ái với Cao Thọ Sơn, Quế Vân lại trải qua những ngày tháng ồn ào vì scandal tình ái cùng Trường Giang. Đúng Valentine 14 tháng 2 năm 2016, nữ ca sĩ đau khổ nói về mối tình bóng đêm với nam danh hài xứ Quảng. Kèm cùng lời tâm sự, Quế Vân tung bằng chứng khẳng định anh lăng nhăng, vô tình với mình. Bẵng đi 2 năm, Quế Vân tiếp tục công khích Trường Giang khi nam em tiết lộ từng yêu si mê mười khó. Giữa thời điểm drama tình ái Trường Giang và nam em, nữ ca sĩ lên tiếng bóc bài tán gái trăm lần như một của ông xã Nhã Phương và khuyên nhủ, đừng gieo nghiệp nữa kẻo bị quả báo nặng. Bênh vực nam em, giọng ca nỗi đau từ người em tin nhất đã lên sóng trực tiếp của talk show lần đầu kẻ thật trải lòng tất cả. Quế Vân mắng tình cũ họ Võ là kẻ ăn rồi quẹt mỏ. Tôi thoải mái vì chút được gánh nặng sau 2 năm bị tiếng đuôi bám Trường Giang, Quế Vân hân hoan. Kết thúc ồn ào với Trường Giang, Quế Vân lại bị chỉ trích là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình Việt Anh và Trần Hương sau loạt hình ảnh tình tứ của cả hai bị lan truyền. Tuy nhiên, drama tình ái của Vân, Anh đã được giải tỏa khi cả hai lên tiếng đính chính. Theo lời Quế Vân và Việt Anh, họ chỉ gặp gỡ nhau vì dự án chung chứ không có chuyện trai gái sằng bậy. Phải nói rằng Quế Vân là một trong những nữ nghệ sĩ có đường tình lận đận nhất nhì showbiz Việt.